Bản tin tuần qua, mạng xã hội Twitter thông báo cho phép người dùng có thể gửi Bitcoin như một khoản tiền tip đến những người sáng tạo nội dung mà họ yêu thích. Trong một bài đăng trên blog hôm thứ Năm, giám đốc sản phẩm Ether Crawford cho biết tính năng này sẽ sớm hỗ trợ cho tất cả người dùng iOS toàn cầu. Người dùng Android sẽ phải chờ thêm vài tuần trước khi có thể trải nghiệm tính năng này. Tùy chọn tiền điện tử sẽ cho phép người dùng liên kết các ứng dụng của bên thứ ba như là Cash App, Patreon, Venmo, ZaroPay với bio Twitter và các tweet cá nhân của họ để nhận tip. Ngoài ra, Twitter cũng cho biết họ đang thử nghiệm một tính năng cho phép người dùng có thể xác thực và giới thiệu bộ tài sản kỹ thuật số NFT của họ trên mạng xã hội này. Tuy nhiên, công ty không cung cấp nhiều chi tiết hoặc bất kỳ thông tin cụ thể nào về dự án blockchain này. Họ cho biết đây là một cách khác để hỗ trợ những người sáng tạo làm nghệ thuật kỹ thuật số. Twitter hiện có 1,3 tỷ người dùng, trong đó 330 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Các tính năng kể trên chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ trong việc khiến Bitcoin nói chung và tiền mã hóa nói riêng được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Thứ hai, 1/3 dân số El Salvador đang tích cực sử dụng ví Chivo. Vào ngày 6 tháng 9, El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin như một loại tiền tệ hợp pháp, làm dấy lên làn sóng chỉ trích lẫn ủng hộ từ cộng đồng toàn cầu. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele mới đây tuyên bố rằng trên Twitter, 2,1 triệu công dân của El Salvador đang sử dụng ví tiền mã hóa Chivo do chính phủ hậu thuẫn. Chỉ sau 3 tuần hoạt động, ví Chivo hiện có nhiều người dùng hơn bất kỳ ngân hàng nào ở El Salvador. Tổng thống cũng chỉ ra rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi việc áp dụng Chivo sẽ làm lu mờ tất cả ngân hàng ở El Salvador cộng lại. Ví Chivo cho phép các cá nhân và doanh nghiệp có thể gửi và nhận thanh toán bằng Bitcoin hoặc là đô la từ khắp mọi nơi trên thế giới. Và dĩ nhiên, ví Chivo hỗ trợ cả hệ điều hành Android và iOS. Thứ ba, Trung Quốc tiếp tục mạnh tay hơn với các giao dịch tiền mã hóa. Không chỉ kiềm chế các thợ đào Bitcoin, chính quyền Trung Quốc đã có những hành động mạnh tay hơn nữa đối với các giao dịch tiền mã hóa. Vào hôm thứ Sáu tuần trước, đại diện Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa là hoạt động tài chính bất hợp pháp, tiền điện tử gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sự an toàn tài sản của mọi người. Ngay sau tuyên bố trên sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng Huobi Global đã thông báo vào Chủ nhật rằng họ sẽ ngừng đăng ký tài khoản cho người dùng mới tại Trung Quốc, đồng thời dần gỡ bỏ các tài khoản của người dùng hiện có ở Trung Quốc đại lục trước 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2021 và đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng. Thông báo này đã khiến token HT của sàn Huobi giảm xuống mức thấp nhất là dưới 6 đô la vào ngày Chủ nhật, là mức thấp nhất kể từ ngày 30 tháng 1. Thứ tư là kể từ khi ra mắt thành công hợp đồng thông minh thì Cardano đã liên tục thể hiện mình là một hệ sinh thái đầy tiềm năng khi không ngừng đưa ra một loạt các tin tức tích cực. Cardano thông báo chính thức hợp tác với Chainlink để hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng DeFi. Một cửa hàng ứng dụng phi tập trung cũng sẽ sớm được ra mắt cho phép các nhà phát triển đưa lên bất kỳ ứng dụng nào mà họ muốn. IOHK, công ty đứng sau Cardano thông báo quan hệ đối tác chiến lược với Dish Network thuộc top 200 công ty lớn nhất tại Hoa Kỳ. Chi tiết cụ thể vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, nhiều phỏng đoán cho rằng mạng lưới ADA sẽ được tích hợp và sử dụng theo một cách nào đó. Tại hội nghị Cardano 2021, công ty Emugo, công ty chuyên về các giải pháp blockchain là chi nhánh thương mại của Cardano, cho biết họ sẽ đầu tư 100 triệu USD vào Cardano để đẩy nhanh giải pháp DeFi, NFT và giáo dục blockchain. Cả nhà hãy nhớ subscribe kênh để đón xem video top 3 dự án tiềm năng sắp ra mắt trên nền tảng Cardano nhé. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy ấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Đặc biệt là nếu ai chưa tham gia vào ngôi nhà chung Chill Crypto Community thì mình sẽ để link ở dưới phần description nha. Và đừng quên là chia sẻ cho tất cả những anh em bạn bè đang tìm hiểu về thị trường crypto, bởi CCC sẽ là một nơi mà có rất là nhiều những cái thông tin cũng như là kiến thức bổ ích dành cho mọi người đó. Ok, from CC with love.